Thưa quý vị, liên quan tới cái chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Hà Nội cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong cái nội dung hôm nay, chúng tôi sẽ đi sâu bình luận vào cái vấn đề Việt Nam đang ở đâu trong một cái gọi là cuộc đua tam mã giữa ba cường quốc, đó là Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Như quý vị đã biết, cuộc đua giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ hiện nay nhằm giành giật ảnh hưởng của họ ở các quốc gia Đông Nam Á cũng như trên toàn cầu được cho là đang vào một cái hồi hết sức quyết liệt, bởi vì cuộc đua này được giới phân tích đánh giá nó được quy định bởi mục tiêu, phương thức tiến hành. Điều đó nó thể hiện chiến lược của mỗi quốc gia, và phần quan trọng nữa là Việt Nam đã trở thành một cái tâm điểm cho cái sự xoay chuyển ứng xử. Và nếu ở các cái quốc gia tự do dân chủ mà Việt Nam theo đuổi thì mới có thể có khả năng đảm bảo trong cái sự an toàn và bền vững về mặt vấn đề an ninh. Trong khi đó, đối với Trung Quốc là một cái quốc gia muốn đô dịch thế giới, muốn biến các cái lân bang của họ thành các quốc gia chư hầu, đặc biệt là Việt Nam. Đó là lý do tại sao trong thời gian vừa qua, Trung Quốc luôn luôn tỏ ra bắt nạt và cưỡng bức hầu hết các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Điều đó nó đối nghịch với tầm nhìn của tập thể các cái nhà lãnh đạo thế giới trên cơ sở dựa vào luật pháp quốc tế. Và thưa quý vị, đó mới là thực chất của cái cuộc cạnh tranh cho là gay gắt giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản trong hồ sơ Đông Nam Á mà một quốc gia hàng đầu được tất cả các cường quốc vừa kể quan tâm, đó là Việt Nam. Thưa quý vị, cuộc đua giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ trong cái việc giành giật ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn cầu, người ta nói đã đến cái hồi quyết liệt nhất, và đó là lý do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Việt Nam để chỉ đạo và gây sức ép với ban lãnh đạo Hà Nội. Bởi vì theo giới phân tích, cuộc đua vừa kể giữa ba cường quốc, đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, được ví như một cái cuộc đua tam mã. Cuộc đua này được quy định bởi những cái mục tiêu, phương thức tiến hành chiến lược của mỗi quốc gia. Và một phần quan trọng là một cái sự xoay chuyển ứng xử của Việt Nam ra sao. Và nếu như ở các quốc gia tự do dân chủ mà tranh thủ được Việt Nam, thì rõ ràng Việt Nam sẽ đảm bảo một cái sự phát triển ổn định và bền vững. Trong khi như quý vị đã biết, Trung Quốc đã trở thành một cái con ngáo ộp. Họ đang muốn biến các cái lân bang, đặc biệt là Việt Nam, trở thành chư hầu của họ. Và Trung Quốc đã cưỡng bức hầu hết các quốc gia tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Cụ thể là Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và một phần của Indonesia. Và cái sự bành trướng của Trung Quốc nó hoàn toàn đối nghịch với tầm nhìn của tập thể phần còn lại của thế giới chống lại Trung Quốc. Người ta dựa trên những cái cơ sở luật pháp quốc tế, đó là những cái điểm tựa đáng tin cậy đối với các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi nói với quý vị để quý vị hiểu rằng thực chất cuộc đua tam mã giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản nó là một cuộc chiến cạnh tranh gay gắt nhất ở khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng, sẽ cảm nhận được những cái điều này rõ nhất. Thưa quý vị, cái chuyến thăm của Vương Nghị tới Hà Nội đã khiến cho giới phân tích đưa ra một cái điều cảnh báo cho Việt Nam rằng ban lãnh đạo Việt Nam cần phải cảnh giác trước cái sự thâm hiểm của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Thưa quý vị, chuyến thăm Vương Nghị tới Hà Nội trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 9 vừa qua, truyền thông nhà nước Việt Nam cho hay Vương Nghị ngoài việc gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn còn có những cái cuộc trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực. Được biết ngoài ra, Vương Nghị có cuộc gặp gỡ riêng với Phạm Minh Chính, Thủ tướng và Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư. Thưa quý vị, theo giới phân tích khuyến cáo rằng Vương Nghị chỉ là một ngoại trưởng, nhưng tại sao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn phải tiếp, trong khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris tới Hà Nội trong tuần trước, nhưng ông Trọng đã không tiếp bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ, đặc biệt trong cái cuộc gặp đối với ông Phạm Bình Minh. Được biết Vương Nghị đã nói với Phạm Bình Minh rằng
hai nước nên kiềm chế các hành động đơn phương liên quan tới Biển Đông, bởi vì điều đó nó có thể làm phức tạp thêm tình hình và làm gia tăng các tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chưa hết, thưa quý vị, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nói rằng hai nước, tức Việt Nam và Trung Quốc, nên trân trọng hòa bình và ổn định. Đó là những cái điều đạt được rất khó. Đồng thời, Vương Nghị khuyến cáo Việt Nam rằng cần phải cảnh giác chống lại cái sự can thiệp của các cái lực lượng bên ngoài. Dù rằng Vương Nghị không nói Hoa Kỳ đích danh, nhưng giới phân tích thấy rằng Vương Nghị ấm ám chỉ đối với Hoa Kỳ. Một cái câu hỏi đặt ra đó là: vậy Vương Nghị đến Việt Nam với các cái mục tiêu gì và tại sao? Thưa quý vị, theo giới phân tích, một trong những cái mục tiêu rất rõ của Bắc Kinh trong cái chuyến thăm Việt Nam của Vương Nghị, cụ thể là: một, tiếp tục thực hiện ngoại giao vaccine; hai, thúc đẩy cái kế hoạch vành đai và con đường BRI ở Việt Nam trong thời gian tới đây. Nếu Việt Nam xử lý đại dịch COVID-19 ổn định, thì cái việc Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở bung cửa Việt Nam cho các nhà đầu tư vào Việt Nam. Và người ta nói một trong những lý do mà tại sao nền kinh tế Việt Nam đứng trước bờ vực sụp đổ, nó cũng là cái cơ hội tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Trung Quốc tràn vào Việt Nam để khôi phục kinh tế. Một cái vấn đề thứ ba đó là Vương Nghị tới Hà Nội để xoa dịu Việt Nam trước cái hành động mà phía Việt Nam gọi là Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông. Thưa quý vị, đó là ba mục tiêu chính của Ngoại trưởng Vương Nghị trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin về cái nội dung cuộc gặp gỡ của Vương Nghị với ông Phạm Minh Chính, rồi cuộc gặp của Vương Nghị với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đều với những cái nội dung y hệt như nhau, từ đồng phục cho tới những cái phát biểu. Nếu quý vị để ý các cái hình ảnh ở trên màn ảnh trình chiếu thì quý vị thấy rõ ràng người ta bận những cái caravat cùng một màu sắc, kể cả từ ông Nguyễn Phú Trọng, ông Bùi Thanh Sơn, ông Phạm Bình Minh hay kể cả Phạm Minh Chính cũng vậy. Duy nhất chỉ có kiêm thủ tướng, đương kim chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc là không thực hiện theo cái quy tắc đó. Và những cái lời phát biểu y như nhau, đó là cảm ơn Trung Quốc hỗ trợ vaccine, đồng thời mong muốn Trung Quốc tiếp tục viện trợ thêm, mong muốn hỗ trợ cho Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, rồi giải quyết vấn đề đường sắt Cát Linh Hà Đông. Rồi một cái điều quan trọng hơn, đó là Việt Nam mong muốn nhận thêm đầu tư từ Trung Quốc. Riêng đối với cái vấn đề Biển Đông thì thưa quý vị, ông Phạm Minh Chính và ông Bùi Thanh Sơn đều nhắc tới cái việc được cho là duy trì hòa bình và an ninh trên Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế và luật biển UNCLOS, thúc đẩy đàm phán COC, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, một cái điều quan trọng là Vương Nghị đã thống nhất được cái nhận thức của ban lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Việc Vương Nghị sang thăm Hà Nội trong những ngày vừa qua được dư luận quốc tế cho là để đối trọng lại các cái hoạt động ngoại giao con thoi của Hoa Kỳ. Đó là chuyến thăm của Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin, cũng như chuyến thăm của bà Kamala Harris gần đây. Và thưa quý vị, những cái biểu hiện trước đó đã cho thấy những cái sự cản trở của Trung Quốc trong cái việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Và rõ ràng quý vị chưa quên một cái scandal nhân vụ đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội hùng bà. Trước 3 giờ mà bà Kamala Harris tới Hà Nội thì hùng bà đột ngột xuất hiện và đề nghị gặp gấp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong khi đó, sự xuất hiện của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có mặt ở Hà Nội có trùng khít với thời gian của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Kirishoko tới Việt Nam cùng một cái thời điểm từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 9. Trung Quốc là vậy. Theo giới phân tích, Trung Quốc là một nước lớn nhưng họ rất chú ý đến các cái tiểu tiết, nếu không nói là những cái điều tiểu nhân. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh đã lệnh cho đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại Hà Nội phải tiến hành gặp bằng được Thủ tướng Phạm Minh Chính trước khi chuyên cơ của quốc khách Kamala Harris tới sân bay Nội Bài 3 tiếng đồng hồ. Rồi ủy viên quốc vụ viện phải sang tận nơi để chứng kiến xem Hà Nội và Tokyo đã bàn bạc gì những cái vấn đề liên quan
trong vấn nạn chung của hai nước trước cái sự đe dọa của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Nam. Thưa quý vị, đó là chưa kể đến những cái điều theo giới phân tích trong ban lãnh đạo từ cao cấp tới trung cấp ở Việt Nam hiện nay, với hàng trăm hán gian người Việt ngay trong lòng chế độ, cùng với cái hệ thống gọi là cộng tác viên của Hoa Nam Tình Báo Cục. Đó là các nhân vật chui sâu leo cao tại Ba Đình. Đó là lý do tại sao Trung Quốc người ta không bao giờ thiếu những cái thông tin. Vậy mà thưa quý vị, tại sao Vương Nghị phải sang tận nơi để thóc mách ngay tại hiện trường? Và những cái điều vừa kể càng chuốc lấy sự phản cảm của người Việt Nam chúng ta. Người ta hỏi, những cái lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc dùng cái uy như vậy để ra oai với ai? Tuy nhiên ra uy như thế, nó chưa đủ. Và thưa quý vị, trong những cái ngày mà Vương Nghị có mặt tại Hà Nội, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt các cái động thái quân sự. Cụ thể là họ tiến hành phong tỏa khu vực phía tây bán đảo Lô Châu trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 để phục vụ cho một cái điều người ta gọi là cuộc tập trận bắn đạn thật. Đồng thời thưa quý vị, trước đó phía Trung Quốc đã tiến hành một cái cuộc tập trận đổ bộ, thực hành việc đánh chiếm các cái đảo ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Thưa quý vị, những cái thông tin đó chúng tôi đã đưa tới quý vị. Nhưng có một cái điều đáng quan tâm là truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin mà họ hoàn toàn không dám bình luận hay dẫn nguồn từ thông báo của Cục Hàng hải Trung Quốc, thậm chí các video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV theo Santana Morning Post cho hay Trung Quốc tập trận ở Biển Đông với cái mục tiêu nhằm đáp trả việc tàu chiến USS Binford của Hoa Kỳ đi vào vùng biển khu vực đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà trước đây Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam. Được biết, theo South China Morning Post cho hay Trung Quốc từ đầu năm 2021 tới nay đã xúc tiến tới 20 cuộc tập trận hải quân có các yếu tố liên quan đến việc đánh chiếm các biển đảo. Nó vượt xa với con số 13 cuộc tập trận tương tự năm 2020. Thưa quý vị, tuy nhiên Vương Nghị đến Hà Nội cũng phải mất một cái giá cho Việt Nam. Đó là Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị đã công bố trong cái buổi gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc Trung Quốc sẽ viện trợ thêm cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine, nâng cái tổng số vaccine Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam vượt Hoa Kỳ ở con số 5 triệu. Và thưa quý vị, không hiểu là một cái sự khéo léo hay một cái chủ đích có chủ ý, từ những động thái của Vương Nghị tác động tới cái vấn đề sức khỏe của người dân Việt Nam, cộng với tình hình an ninh quốc gia chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Và những cái điều đó nó thể hiện trong một cái gọi là tập hợp mờ. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính đã phải thề thốt với Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba rằng Việt Nam sẽ không liên kết với nước này để chống lại nước thứ ba, hay hai bên cam kết sẽ xử lý ổn thỏa bất đồng trên Biển Đông theo tinh thần chung của cấp cao, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, trong khi đó, dư luận xã hội và giới phân tích thấy rằng mỗi khi có tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc thì truyền thông nhà nước chỉ đưa tin chung chung cho rằng hai bên Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao. Song có cái một cái điều thưa quý vị, đó là về cái mặt nhận thức chung cấp cao, nó có nội hàm như thế nào thì người dân Việt Nam, ngay cả nhiều quan chức cấp cao cũng khi được phỏng vấn cũng không hiểu gì thế nào là những cái nhận thức chung cấp cao. Thưa quý vị, có một cái điều trớ trêu trong chuyến thăm của Vương Nghị tới Việt Nam trong một cái bối cảnh Hải quân Mỹ đang hiện diện mạnh mẽ trong khu vực với các quân tuần tra trên tinh thần tự do lưu thông hàng hải. Đặc biệt, tại sao Trung Quốc lại xúc tiến những cái cuộc tập trận đánh chiếm đảo vào cái thời điểm hiện nay? Thưa quý vị, theo một cái đoạn video của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc công bố cho chúng ta thấy, một cái cuộc tập trận có sự tham gia của một tàu vận tải đổ bộ có tên Ngũ Chỉ Sơn, loại tiếp 071 cũng như 2 máy bay trực thăng, ít nhất có một xe tăng và 3 tàu đổ bộ đêm khí. Những cái đoạn
video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nó đã cho người ta thấy các binh sĩ Trung Quốc được đưa lên một cái hòn đảo không xác định cả bằng trực thăng lẫn cái tàu vận tải kèm theo. Một cái lời bình của cái video đó là: những năm gần đây, biệt đội hải quân này của Trung Quốc đã tổ chức các cái cuộc tập trận có mục tiêu kết hợp với các cuộc tập trận lớn và tăng cường phối hợp sâu rộng với các tàu đổ bộ, với các lực lượng tác chiến khác. Chưa hết, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn bình luận cho rằng các cái cuộc tập trận đó nó đã phản ánh sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc. Lực lượng này đã tổ chức một loạt cuộc tập trận kể từ đầu năm 2021 cho tới đây với một cái mục đích là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu. Thưa quý vị, đó là lý do giới phân tích quân sự tại Hồng Kông cho rằng những cái cuộc tập trận đánh chiếm đảo đổ bộ là một cái tín hiệu mạnh mẽ rõ ràng nhất của ban lãnh đạo Bắc Kinh chuyển tới ban lãnh đạo Hà Nội với một cái thông điệp rằng Trung Quốc sẵn sàng tấn công để giành lại những cái hòn đảo bị mất. Theo đó, những năm gần đây, Trung Quốc chú trọng những cái cuộc tập trận đánh chiếm đảo như vậy. Theo giới phân tích, khả năng chiếm đảo được thể hiện trong cái video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nó đã phản ánh cho thấy quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cái cuộc tập trận để giành ưu thế không chỉ ở trên không, trên biển, thậm chí cả khả năng tác chiến trên biển chắc chắn sẽ được sử dụng để giành lại quyền kiểm soát ở một số hòn đảo của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, giới phân tích nhấn mạnh với cái cách giải thích của truyền thông Trung Quốc cho rằng các cái cuộc tập trận như trên chỉ để đáp trả lại sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra một cái điều được cho là tiền hậu bất nhất, bởi vì Hoa Kỳ rõ ràng không chiếm hữu bất kỳ một cái thực thể nào trên Biển Đông hiện nay, mà chỉ có các quốc gia Đông Nam Á họ đang làm trong cái việc kiểm soát cũng như quản lý các cái thực thể trên Biển Đông mà Trung Quốc khẳng định thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đặc biệt trong đó, Việt Nam của chúng ta đang kiểm soát tới 21 thực thể ở khu vực Trường Sa. Thưa quý vị, những cái hành động được cho là chiến lang của Trung Quốc trong cái thời gian gần đây, theo giới phân tích, làm cho người ta nhớ lại năm 2018, khi mà Việt Nam cấp phép cho công ty Repsol của Tây Ban Nha tiến hành khai thác lô dầu khí tại cái mỏ cá rồng đỏ tại lô 07.3. Được biết, cái lô cá rồng đỏ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vậy mà Trung Quốc đe dọa tấn công các cái thực thể Việt Nam đang chiếm giữ ở Trường Sa. Và đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, đã không ít hơn 3 lần yêu cầu Repsol phải từ bỏ việc khai thác dự án cá rồng đỏ. Và thưa quý vị, việc hủy bỏ cái dự án đó của Repsol đã khiến cho chính phủ Việt Nam phải bồi thường cho Repsol hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Chưa hết, thưa quý vị, theo những con số cho thấy, chỉ riêng nửa đầu năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận hải quân có liên quan tới các cái hoạt động chiếm đảo, vượt xa những cái con số được cho là trong năm 2020. Thưa quý vị, mới cái mục đích chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với 3 mục tiêu như quý vị đã rõ, đặc biệt đối với cái chính sách và kế hoạch vành đai và con đường, tức là Trung Quốc sẽ tìm đường ồ ạt đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới đây trong một cái chiến lược gọi là vành đai và con đường BRI. Và một cái vấn đề thứ hai quan trọng đó là vấn đề Biển Đông. Về cái vấn đề đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam theo một cái chiến lược vành đai và con đường, nhiều quý vị đã biết rất nhiều quốc gia trên thế giới đã mắc lừa và rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. Đó là các quốc gia như Sri Lanka hay Lào ở Việt Nam. Thì một cái bài học, một cái khối u ác tính đó là đường sắt Cát Linh Hà Đông, và nó làm cho bộ mặt của thành phố Hà Nội. Vậy mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội vẫn chưa tỉnh giấc và tiếp tục sa đà vào cái bẫy nợ của cái gọi là vành đai và con đường. Và đó là lý do, thưa quý vị, bà Lê Huyền Ái Mỹ, cựu tổng biên tập báo Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh, đã đưa ra một cái lời cảnh báo đối với ban lãnh đạo Việt Nam khi nhận xét về cái kế hoạch vành đai và con đường cụ thể như sau. Theo bà Lê Huyền Ái Mỹ, sáng kiến vành đai và con đường
mà Trung Quốc gọi là nhất đới nhất độ. Nó thể hiện một cái tham vọng bành trướng của một đại cường quốc. Nó là một di sản chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với một cái gọi là cuộc đoài thoát khỏi câu thần trí thao quang dưỡng hối của Đặng Tiểu Bình năm xưa. Được biết vào năm 2013, tân ngoại trưởng Vương Nghị khi đó đã tuyên bố một cách chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc sẽ chuyển sự tập trung sang sân sau của Trung Quốc. Theo bà Lê Huyền Ái Mỹ, bàn lãnh đạo Việt Nam cần phải nhớ rằng phát biểu của Vương Nghị chỉ đi sau bài diễn văn của ông Tập Cận Bình với tiêu đề "Hãy ý thức về cộng đồng với vận mệnh chung, bắt rễ sâu xa ở các quốc gia láng giềng", và lập tức cái bản vẽ nhất đới nhất lộ đã được hoàn thành, có những cái bước đi khởi đầu. Theo bà Lê Huyền Ái Mỹ, chỉ có một điều, ngay cả khi nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc lúc đó là ông Dương Khiết Trì đã từng đưa ra các cái cam kết đảm bảo rằng sáng kiến này của Trung Quốc không hề làm công cụ địa chính trị cho bất kỳ quốc gia nào, thì sau nhiều trở ngại về hoạt động ngoại giao khắp thế giới, đặc biệt là cái sự thất bại ở châu Phi, chính quyền Trung Quốc đã ý thức trong đau khổ rằng họ không được thế giới tin cậy nữa. Đó là một cái nội dung phát biểu của Tom Miller trong cuốn Giấc mộng châu Á của Trung Quốc. Theo bà Lê Huyền Ái Mỹ, điều đó nó chứng tỏ rằng thế giới người ta quay lưng, thậm chí người ta không tin cậy với Trung Quốc. Vậy mà Việt Nam chúng ta là một phần của thế giới, là một cái quốc gia láng giềng, sát núi, sát sông, trải qua cả ngàn năm bị Trung Quốc đổ hộ. Vậy mà người ta vẫn còn nhắm mắt nhắm mũi, tìm một cái niềm tin đối với phương Bắc, là một thứ, theo bà Lê Huyền Ái Mỹ, nó không bao giờ hiện hữu và là một cái điều có lợi cho Việt Nam. Kết thúc ý kiến của bà Lê Huyền Ái Mỹ nhận định rằng, thiết nghĩ đây chính là cái điều mà toàn thể nhân dân Việt Nam, đặc biệt ban lãnh đạo Việt Nam, cần phải thức tỉnh, cảnh giác trước những cái mưu đồ thâm hiểm, sâu xa từ Bắc Kinh. Thưa quý vị, nói về cái tam giác Trung Nhật Mỹ trong cái quan hệ gọi là cuộc đua tam mã, một cái câu hỏi đặt ra là hành trang của Ngoại trưởng Vương Nghị đến Việt Nam còn mang những thứ gì khác đến Hà Nội hay không? Hay chỉ là 3 triệu liều vaccine mà Bắc Triều Tiên từ chối không nhận trả lại? Và Bắc Kinh đã sử dụng cái món quà mà Bắc Triều Tiên từ chối trở thành một món quà lót tay cho chủ nhà Việt Nam. Và người ta nói, điều đó nó cho thấy Vương Nghị mang 3 triệu liều vaccine sang Việt Nam thực chất chỉ là một cái hành động mang một nồi cơm thiêu sang đãi các cái lãnh đạo Việt Nam. Và thưa quý vị, đó là nội dung một cái bài viết của nhà văn Tạ Duy Anh, có một cái nickname là Lão Tạ. Đó là một cái nhà văn được đánh giá là đang thành danh ở trong nước, là một người đã có hàng chục năm nghiên cứu về văn hóa cũng như văn học Trung Quốc, đã công khai bộc bạch cái món quà tặng của Vương Nghị tới Hà Nội cho Việt Nam là một nồi cơm thiêu. Thưa quý vị, dù rằng dưới cái sự kềm tỏa khủng bố gắt gao của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như lực lượng an ninh tư tưởng, song nhà văn Tạ Duy Anh được đánh giá là đã dám ngẩng cao đầu, nói lên tình cảm được cho là tận đáy lòng của người dân Việt Nam đối với lãnh đạo dưới triều Tập Cận Bình, trong khi các chính khách Việt Nam im lặng khi ban lãnh đạo Bắc Kinh gọi Việt Nam là những đứa con ngỗ ngược. Theo đó, trong một cái thông cáo báo chí của Trung Quốc nói, chúng ta, tức Trung Quốc và Việt Nam, là một cộng đồng có chung tương lai. Hai nước luôn luôn trung thành với nguyện vọng ban đầu của tình hữu nghị truyền thống. Hai nước mang trong mình lý tưởng và niềm tin chung và cam kết chung tay bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa để cùng nhau phát triển sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Mao Chủ tịch và Hồ Chủ tịch. Và thưa quý vị, lập tức nhà văn Tạ Duy Anh đã đanh thép đáp lại. Chính Vương Nghị biết rất rõ đó là một cái món cơm đã thiêu từ lâu. Theo nhà văn Tạ Duy Anh, nói như đại thi hào gớt thì ngay cả chó cũng không màng. Thế mà Vương Nghị vẫn đủ sự trơ trẽn đem cái nồi cơm thiêu đó ra để tỉ tê, dụ dỗ, thậm chí dọa nạt chủ nhà. Trong khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Kishinobu, đã phát biểu tại cuộc đối ngoại của Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 12 tháng 9 khẳng định Việt Nam và Nhật Bản sẽ giúp đỡ lẫn nhau kể cả khi khó khăn. Theo nhà văn Tạ Duy Anh,
Đây là một cái đức tính mà người Nhật đã ấp ủ từ lâu. Bạn bè giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, trong lúc hai bên thử thách chưa từng có của đại dịch, để đôi Việt Nam và Nhật Bản cùng chung sức đương đầu với khó khăn như một người bạn. Và đó là lý do trước đó Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine, giúp cho nhân dân Việt Nam vượt qua những cái khó khăn trong đại dịch Covid-19. Và những cái hành động đó, theo nhà văn Tạ Duy Anh, Nhật Bản làm trước khi đến Việt Nam, chứ không phải đi kèm một cái nồi cơm thiêu làm món quà. Vậy mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội hồ hởi đón nhận như một cái phần thưởng của họ. Chưa hết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu còn nói tiếp: gian nan chúng ta mới biết đâu là bạn hiền. Người Nhật chúng tôi cảm thấy cảm phục và được khích lệ biết bao bởi những cái đức tính được thể hiện trong câu nói của người Việt: gian nan mới biết bạn hiền. Theo Kishinobu, tôi phải xin cảm ơn một lần nữa, và đây cũng làm cơ hội để cho Nhật Bản và Việt Nam một lần nữa chúng ta có cơ hội nhận ra chúng ta là bạn bè chung thủy, cùng chia sẻ đức tính giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, và mối quan hệ Việt-Nhật sẽ bền chặt mãi mãi. Thưa quý vị, nói tóm lại, hai chuyến thăm tới Việt Nam cùng một cái thời điểm từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 9 vừa qua, nó có một ý nghĩa rất thực tiễn. Điều đó thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Nhật Bản trong vấn đề an ninh khu vực giữa Việt Nam và Nhật Bản. Giữa lúc đang có rất nhiều biến động phức tạp trên Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, trong khi Việt Nam và Nhật Bản đã bàn bạc cụ thể trong cái việc hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghiệp quốc phòng, hai bên hợp tác trong việc phát triển năng lực thực thi pháp luật trên biển, kể cả vùng trời cho Việt Nam, và đặc biệt các cái hợp tác đặc thù khác. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi cần nhấn mạnh với quý vị rằng Việt Nam và Nhật Bản đã có một cái quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, và Nhật Bản đã tỏ rõ cái vai trò quan trọng trong cấu trúc Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và trên thực tế, Nhật Bản đang trở thành một cái cầu nối về mặt an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như Việt Nam với các quốc gia phương Tây. Và Nhật Bản đóng góp một cái vai trò trực tiếp trong việc đảm bảo an ninh cho khu vực Đông Nam Á. Và đó là lý do lãnh đạo Việt Nam đã hoan nghênh mọi nỗ lực của Nhật Bản giúp cho Việt Nam đảm bảo cái vấn đề an ninh trên Biển Đông, cũng như an ninh trong khu vực Đông Nam Á. Và thưa quý vị, Việt Nam luôn luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về mặt an ninh. Trong khi đó, Trung Quốc là một cái kẻ thù ác, một cái kẻ gây ra một cái mối đe dọa tiềm ẩn không chỉ cho đối với Việt Nam hay các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, mà Trung Quốc còn trở thành một con ngáo ộp đối với toàn cầu. Như quý vị đã biết, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đã được thiết lập từ năm 2008 cho tới nay. Vậy mà các cái cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam của Trung Quốc trước đó kéo dài ròng rã trong 10 năm và phải đến năm 1989 mới kết thúc, trong khi quan hệ Việt-Mỹ chưa phải là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng rõ ràng, Việt Nam và Hoa Kỳ, chiến tranh giữa hai bên đã kết thúc từ năm 1973. Vậy mà không hiểu lý do gì, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội vẫn nhắm mắt nhắm mũi, lao vào chỗ chết như những cái con thiêu thần lao vào đống lửa. Song song với cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thì rõ ràng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ theo giới phân tích giờ đây không còn đơn thuần là đối tác thương mại nữa, mà Việt Nam và Hoa Kỳ đã tìm thấy nhau ở những cái tiềm năng, đặc biệt về nhu cầu an ninh lớn hơn thế. Bởi vì đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ trong khu vực Đông Nam Á lâu nay là Philippines, nhưng tỏ ra không thực sự mạnh về tiềm lực quân sự như Việt Nam chúng ta. Và một cái điều là Philippines với một cái chính sách ngoại giao tương tự như Việt Nam, đó là đu dây, song lãnh đạo Philippines chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc như người Việt Nam chúng ta. Trong khi Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiến hành những cái điều mà theo giới phân tích gọi là giao thoa ở chủ quyền quốc gia thông qua một cái điều gọi là tự do hàng hải để ngăn chặn sự tham lam của Trung Quốc. Và đó là lý do người ta thấy Việt Nam và Hoa Kỳ dễ dàng xích lại gần nhau hơn.
Trong khi đó giới chức Hoa Thịnh Đốn đã nhìn nhận cho thấy họ nhìn thấy những sức mạnh nội tại của Việt Nam nhiều hơn. Đó là lý do tại sao thái độ người vực của đa số người Việt Nam đối với Trung Quốc với quá nhiều kinh nghiệm đau thương trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, như quý vị đã thấy, đa số người dân Việt Nam vẫn dành lòng tin cho một cái người bạn có tên là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong khi Việt Nam có những cái quan hệ không đồng nhất với Trung Quốc, giữa đa số lòng dân với các đồng chí láng giềng phương Bắc của Đảng, dư luận xã hội thấy rằng dù có khó nói ra, nhưng nhiều người ở Việt Nam hiện nay họ đang có cái cảm nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam muốn sử dụng quan bài Trung Quốc để duy trì cái cai trị của họ ở Việt Nam hiện nay, và muốn đảm bảo sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì một cái cách nhanh chóng và dễ nhất là trông cậy, hay nói đúng hơn là giao toàn bộ chủ quyền của Việt Nam cho đồng chí phương Bắc. Điều đó sẽ mang lại những cái điều được cho là yên ổn. Thưa quý vị, trước đây nhiều ý kiến cho rằng chính quyền mới của ông Joe Biden sẽ không có những cái hành động kiên quyết đối với Trung Quốc trên Biển Đông. Song thưa quý vị, sau một cái thời gian 9 tháng thì chính quyền của ông Joe Biden đã tạo ra được những cái thiện chí và kỳ vọng cao đối với các quốc gia trong khu vực ASEAN. Và trong cái bối cảnh Đông Nam Á như hiện nay ngày càng thiếu tin tưởng đối với Trung Quốc vì cái sự hiện diện kinh tế và chính sách đối ngoại chiến lang của Trung Quốc, với các cái hành động được cho là quyết đoán của Trung Quốc, đặc biệt trong hồ sơ của Biển Đông. Đó là lý do theo giới phân tích, một số quốc gia ASEAN vốn dĩ thân với Trung Quốc đã xoay sang hăng hái để chào đón một cái chính sách can dự mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ trong khu vực. Và đó là lý do giới phân tích khuyên Việt Nam chúng ta rằng Việt Nam bây giờ phải bày tỏ một cái thái độ công khai cho Trung Quốc, tạo điều kiện cho một cái chính sách cân bằng trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và đặc biệt Việt Nam phải mau chóng thiết lập các cái quan hệ đối với các siêu cường như nhau, cụ thể là quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Nga, Việt-Trung phải được coi trọng ngang bằng nhau, và quan hệ Việt-Mỹ thì nên ở một cái mức độ đối tác chiến lược toàn diện là một cái điều hiển nhiên cần phải làm. Và cái điều minh bạch chính sách quan hệ cân bằng với các cường quốc như vừa kể theo giới phân tích chỉ có lợi cho Việt Nam mà thôi. Việt Nam phải minh bạch song phẳng để các cái bên đối tác có thể biết mà hành xử. Trong khi người ta nói Việt Nam chúng ta đã quá nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt không chịu bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ sau năm 1975. Và điều đó đã mang cho Việt Nam rất nhiều tổn thất không thể đo lường được. Đặc biệt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đã được thiết lập từ năm 2008 cho đến nay. Vậy mà thưa quý vị, Trung Quốc luôn luôn tìm cách đe dọa, thậm chí can thiệp thô bạo vào tình hình chính trị của Việt Nam. Vậy mà tại sao Việt Nam lại từ chối trong cái việc nâng cấp quan hệ ngoại giao từ mức quan hệ ngoại giao toàn diện trở thành một cái mức đối tác chiến lược toàn diện? Theo giới phân tích hỏi, tức là đã trả lời, bởi vì câu trả lời ai cũng biết, nhưng vẫn phải hỏi để đòi hỏi người Việt Nam, đặc biệt là ban lãnh đạo Hà Nội phải hành động. Họ phải hành động để xoay chuyển ứng xử của Việt Nam, và điều đó nó góp phần vào cái sự vượt trội của các quốc gia đi theo xu hướng tự do dân chủ đối với các nước độc tài toàn trị. Mà theo giới phân tích, một cái mẫu số chung của hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên thế giới, trong đó có việc Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong cái việc đảm bảo bền vững cũng như ổn định, kể cả về mặt an ninh chính trị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối, và đề nghị quý vị đừng quên bấm những cái like cho KTV, và đề nghị quý vị đừng quên bấm like cho các chương trình của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với chương trình của chúng tôi nhiều hơn trên trang chủ của mạng xã hội YouTube. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.